Năm 965, Nam Tấn Vương Ngô Xưng Văn mất, các hùng trưởng đua nhau nổi dậy chiếm cứ, tạo thành cục diện 12 sứ quân. Các sứ quân tranh nhau làm chủ, không ai chịu thống thuộc ai. Trong bối cảnh đó, Đinh Bộ Lĩnh đã đem quân dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước. Bẩm Đỗ tướng quân, Ngô Nhật Khánh và Ngô Xương Xí đã ra hàng Đinh Bộ Lĩnh rồi. Đinh Liễn cũng đã cất quân lên Phong Châu đánh Kiều Công Hãn. Chỉ nay mai thôi, bọn chúng sẽ dẫn binh tới Đỗ Động Giang của chúng ta. Xin tướng quân ra sách lược đối phó. Người chớ lo, ta cùng Ngô Vương chinh chiến đã dặn dày, đến Hoàng Tháo nhà Nam Hán còn phải bỏ mạng, nhưng cũng không thể sơ suất được. Sứ quân của ta binh đông tương mạnh, thành cao hào sâu, lo gì không đánh bại được chúng. Đúng, nhưng Đinh Bộ Lĩnh là người rất lợi hại, dưới trướng của hắn toàn là các hào kiệt của Giao Châu, người chớ coi thường. Trong các sứ quân Đỗ Cảnh Thạc là mạnh nhất. Lần này chúng ta sẽ đưa quân lên đánh Đỗ Động Giang, chỉ cần hạ được Đỗ Động, các sứ quân khác sẽ sợ uy ta mà tự tan. Thưa tướng quân, Đỗ Cảnh Thạc là một người trí dũng mưu lược, lại theo tiền Ngô Vương chinh chiến nhiều năm. Nếu ta không vạch ra kế sách cẩn thận thì khó có thể nói trước được thắng thua. Đỗ Cảnh Thạc có hai căn cứ ở Trại Quyền và Bảo Đà. Hiện giờ hắn đang ở đồn Bảo Đà. Vậy ta sẽ cho quân bao vây bốn mặt thành Trại Quyền của hắn và tiến đánh bất ngờ để chúng trở tay không kịp. Lúc đó Đỗ Cảnh Thạc có đem quân về ứng cứu cũng không kịp. Các ngươi mau tập hợp binh sĩ, hôm nay ta quyết chiếm được Trại Quyền. Tướng quân, Trại Quyền đã bị quân Bộ Lĩnh chiếm mất. Trận này ta bị đánh bất ngờ nên trở tay không kịp, khiến quân sĩ bị tổn thất nặng nề. Người hãy thu nhặt tàn quân, gấp rút chiêu mộ thêm binh sĩ, tăng cường luyện tập để chờ ngày phản công. Xin tuân lệnh. Sau một năm ròng rã chiến đấu với nhiều trận đánh lớn, năm 967, Đinh Bộ Lĩnh đã đánh dẹp được sứ quân của Đỗ Cảnh Thạc ở Đỗ Động. Từ đây, sứ quân của Đinh Bộ Lĩnh không ngừng lớn mạnh và giành thắng lợi trong nhiều trận đánh.